Em chào tất cả các bác nha. Sáng nay là ngày 28 tháng 8. Hôm nay em lên cho các bác một cái lô đồng hồ toàn hàng VIP thì các bác nhé. Các bác ưng thì em nào nhanh tay liên hệ. Số điện thoại là 0383 440 440. Đây, lên cho các bác một em đầu tiên. Một em Patek Philippe dây silicone nhé. Dây này các bác đeo trọn đời chả hư được ạ. Đẹp không ạ? Quá là chất lượng rồi. Có nên được đính toàn bộ là kim cương với nhân tạo bác nhé. Đẹp lắm. Máy này, máy mi là của Nhật này. Đấy. Dây silicone này. Đấy. Quá Patek này. Naturi. Lên tay đẹp thật đấy. Size cực kỳ xinh luôn. Em này size 40 bác nhé. Size 40 ạ. Mã C40. Size 40 này. Đấy. Bác lấy con này để bác giá là 2 triệu 6. 2 triệu 6 cho các bác một em Patek Philippe. Bản silicone bác nhé. Đẹp hú hồn luôn. C40, size 40, giá 2 triệu 6. Tiếp tục một bản Omega đình đám ngày hôm nay. Con này nó đẹp thì thôi rồi các bạn. Đấy, bác nào mà có chốt con hàng nào thì các bác đặt cọc cho em thì các bạn chắc phải 1 2 ngày em về em đi Thái về em mới gửi cho các bác được các bác nhé. Bởi vì em đang đợt này em đi Thái em đang sang em đấu ít hàng ấy các bác, sang nhập ít hàng ấy. Thế đâm ra là chắc là phải 1 2 3 bữa em mới về mới gửi hàng cho các bác được nhé. Các bác thông cảm. Chứ các bác đừng có sốt ruột. Để em báo trước rồi đấy. Không này, đây là cái lô hàng này em đăng lên để em đi này. Hàng vừa gửi về trước này. Này các bác nhìn thấy con này phê chưa? Một con Omega này. Đẹp không ạ? Mềm hẳn luôn. Một em Omega. Đây có gì máy này, cái máy mi đẹp không? Đeo này lên sang trọng đẳng cấp lắm các bạn này. Nhìn được hút mắt luôn. Một ô của lịch góc 3 giờ. Đẹp mê mẩn luôn các bạn ạ. Đấy, em này thì nó đẹp thì thôi rồi. Size 40. Mã C41. Size 40 này. Con này bác lấy để bác giá là 2 triệu 3. 2 triệu 3 cho con Omega. C41 này, size 40 giá 2 triệu 3. Tiếp tục mà em tin sớt cho các bác này. Mày toàn siêu phẩm các bác ạ. Sữa mày toàn siêu phẩm không? Con này nó có bộ 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 thép 316 cực kỳ đình đám luôn các bác. Đấy. Đây, cho các bác nhìn xem bộ thép nó dây thép nó này. Dây của nó phê đúng không ạ? Nhìn bộ dây thép nó này bác này. Chết đâu. Thép này. Sướng các mắt không các bác?
đẹp thì thôi rồi luôn. Một em t-shirt cơ auto với kỳ động, một ô của lịch nó góc 3 giờ. Con này size 41 các bác nhé. Mã C42. Đấy, size 41 này. Con này giá của nó là cũng 2 triệu 4 các bác nhé, 2 triệu 4 ạ. C42 size 41 giá 2 triệu 4. Tiếp tục một em long jean mới cập bến xong. Con này nó đẹp thì thôi rồi luôn. Con này bác nào mà mua về sưu tầm chú tiếc để những con này đẹp, kim kamasai này đó, thấy nhìn đẳng đẳng cấp không? Trời ơi, con đồng hồ nó các bác có giá trị thép 316 nha, mà kính sapphire bác nhé. Con này kính sapphire đấy ạ. Con này nó được làm bộ máy 5 tầng các bác này, đẹp không? Đấy, máy 5 tầng như máy thụy sĩ bác nhé, y chang máy thụy sĩ luôn. Máy là máy copy bác nhé, y chang máy thụy sĩ, đẹp không? Ui chà, mẹ, con máy này dùng thì sướng đời luôn các bạn. Riêng cái máy này các bác dùng thì sướng đời luôn, không phải suy nghĩ luôn. Em lên tay cho bác xem con này là còn đảm bảo các bác mê ngay lập tức. Còn đẹp thế này ai chịu nổi các bác. Cọc số là mã nhé. Kim là kim xanh Tabasai bác nhé. Dây của nó thép 316 này. Đấy, đờ mi vàng này. Khóa của nó khóa VIP luôn này. Này các bác bảo kiếm nó ra con nào nó đẹp hơn con này nữa. Size này còn size rất yêu thương luôn nhé. Size 38. Mã C45. Size 38 này. Em này của nó giá là 2 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi mới nhé. Con này các bác không chơi chơi con nào nữa các bác. Nó quá đẹp đi ạ. C45 size 38 giá 2 triệu rưỡi. Đấy. Đây lại một em nữa đây các bác. Em này thì phải nói là con này chủ yếu em đấu về để cho một bác ở Vũng Tàu, bác cứ hay lấy mỗi ngày bác lấy em hai con, bác thích cái dòng Rolex này, em đấu mãi kiếm mãi là con nó đẹp nên là đấu cho bác, không biết bác thích không, đây cứ lên cho bác ngắm. Đấy, một con Rolex hai ô lệch góc 3 giờ và lịch thượng. Đấy. Mặt các bác nhá, mặt toàn bộ là kim cương nhân tạo hết này. Những cái mặt mặt mà đã kim cương là nó sẽ đắt hơn những cái bản bình thường rất nhiều các bác nhé, không không phải là rẻ hơn đâu ạ, đắt hơn rất nhiều đấy ạ. Các bác lưu ý vấn đề đấy. Quá là đẹp không? Thẹp rồi, sướng mắt rồi các bạn. Con này nó là bản bản VIP rồi, em chọn mãi được. Con này không một bác nào chơi được. Này, coi thì một quá này. Máy nó đẹp, máy cái bộ bộ rồi hoàn thiện nó các bác nhìn thấy đẹp không? Đấy. Những đồ hoàn thiện con này thì đừng hỏi là tại sao nhé, nó quá xịn luôn này. Rồi nặng lắm, đeo đầm tay lắm ạ, đeo rất rất là chắc tay luôn. Con này size 41 nhá, bản to nhất của Rolex thời điểm bây giờ rồi, không có bản nào to hơn nữa rồi. Con này là mã C46. Đấy, size 41 này.
con này giá của nó là 2,6 triệu, con này đắt tiền quá. Đấy, C46 size 41 giá 2,6 triệu. Đây em lên cho bác một con là gọi là con này, nó là con VIP nhất buổi tối ngày hôm nay. Không phải là ai cũng chơi được con này nhé, rất là may mắn, mà là phải may mắn có duyên mới gặp con này. Con này bác cầm lên nó phải đến mấy lạng các bạn, nặng bác nhé, nặng kinh khủng luôn, đúng là dòng Rolex thợ lặn này, có nhìn đẹp không, nghiền xoay nhá, dòng thợ lặn các bác nhé. Con này chống nước của nó là 2280 bao nhiêu đây, 3900 mét à, 2800 feet tương đương là 3900 mét à, kinh khủng không. Đấy, còn này chống nước dã man được bác nhé. Này, dây của nó 3000 này, thép này, nguy con đồng hồ nó bác giá trị à. Dây của nó thôi bác, thôi rồi đó bác nhé, còn chưa lâu qua đấy, à về còn chưa lâu qua, em lâu qua cái thì mới con luôn. Đây các bạn nhìn cái mông của nó này, ui cha là mẹ, con được con điện thoại, con đồng hồ của nó đẹp khủng khiếp luôn. Đấy này, con này đắt nhất trong các dòng Rolex các bác nhé, không nào đắt hơn con này, bản này đâu ạ. Yeah, nó đẹp. Đấy, con đặc biệt ngày hôm nay này. Phê nhất người. Size của em nó là size 44. Lần đầu tiên em được cầm một con Rolex thợ lặn của quân đội Thụy Sĩ bác nhé. Con này là C47, size 44. Con này là giá của nó là 3 triệu. Này đẳng cấp quá rồi, trong nói chung là không kiếm ra con thứ hai được các bác nhé. Quá VIP rồi. C47, size 44, giá 3 triệu. Đây, ngày đặc biệt nhất ngày hôm nay là có con này. Đấy, bác nào may mắn gặp được em này thì các bác đúng là không còn gì phải bàn cãi nữa. Một em Rolex hết chỗ địa bàn luôn bác nhé. Đủ phê chưa ạ? Em Rolex size 41, máy Thụy các bác nha. Ê, nó đẹp thế này thì ai chịu cho nổi các bác. Đấy, mặt khảm trai đây ạ. Đấy, được tất cả được đính kim cương nhân tạo trên nền bác nhé. Những cái bản mà đính đá này bác nhé, đắt hơn những cái bản không đính đá này là 1,5 triệu nhé. Đấy là máy Thụy Sĩ ạ. Đấy, đẹp chưa các bác, nhìn nó chỉ có mê mà ngất ngây này. Em này này, em chưa bóc siêu bác nhé. Đấy, em đây nó đang dán siêu chưa bóc này, bác nhìn này, siêu này. Đấy, em chưa bóc này. Đấy, để cho nó mới này, tí nữa em mới khai đào chơi con này thì phê cứng người luôn bác nhé. Đấy, đủ 4 triệu luôn. Đấy, vàng này nó ra tiết địa luôn bác nhé. Đấy, đấy vàng vàng thật, bác nhìn nó ra tiết địa này chưa. Các bác lấy đánh qua cái bắt đầu nó xuống màu vàng đều đẹp lắm, vì nó là vàng thật mới có tiết đĩa các bác nhé. Các bác lưu ý vấn đề đó, nếu không phải vàng thật nó sẽ không ra tiết đĩa đâu. Đẹp chưa, size 41. Đây, bác nào mà thích cái bản to nhất của Rolex đây và VIP nhất đây, em để cho bác con này giá thì vô cùng yêu thương. Nhưng không phải là ai chơi được các bác nha, nói thôi rồi đấy, chứ cả vấn đề đấy. Này mà là C48, size 41, đấy, giá 11 triệu.
11 triệu các bác nhé, không rẻ đâu. Hôm qua em có con em bán 9 triệu mà em bán hớ mà nhiều bác vẫn mặc cả, em cứ nghĩ đó cả bụng rồi. Rõ ràng em mua con đấy là về là em mua là 9 triệu 350 nghìn. Thế mà em lỡ mồm em bán 9 triệu cái, thế mà vẫn có bác vào mặc cả. May quá em chưa bán được. Thế em thoát được con đấy các bác ạ. Nên may vẫn giữ lại được con đó. Không mà tí chết dở. Không mà lỗ nặng luôn ạ. C48 size 41 giá 11 triệu. Tiếp tục một em này cho các bác chơi này. Lại em Patek Philippe màu cà phê đây. Hai ô cửa lịch này, một ô cửa lịch góc 6 giờ. Đấy. Hai ô cửa lịch góc 12 giờ. Patek Philippe. Đấy, máy nó máy mi hết bác nhé. Đây, dây của nó khóa này toàn bộ khóa bướm hết. Đưa lên tay cái này chỉ nhấc mắt thôi. Em này là size 42 mã C49. Size 42 này, con này của nó giá là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi thì em Patek Philippe bác nha. Bản vô cùng đẹp luôn. C49 size 42 giá 2 triệu rưỡi. Đây, một con Patek nữa các bác này. Đẹp không? Kim dây bên kia đang chạy này. Đấy. Đẹp khủng khiếp luôn. Đấy, khóa nhà Patek luôn nhé. Con này size 42 mã C50 bác lấy con này để bác giá là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi cho các bác một con C50 này size 42 giá 2 triệu rưỡi. Đó. Đó là video tối nay em xin phép tạm dừng các bác nhé. Các bác ưng thì em nào nhắn tay liên hệ ạ. Em xin chào các bác.